nước uống collagen với tinh chất yến từ Fine Japan, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong. Chợ A&A Marketplace khuyến mãi mỗi ngày và đặc biệt khi trả tiền 10 đồng sẽ được coupon 1 đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin chào tất cả quý vị. Thay mặt MMG xin cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho chương trình âm nhạc và đời sống trong suốt thời gian qua. Nhân dịp mùa hè thì quý vị nào support chương trình qua Zelle, Venmo hoặc PayPal xin để lại ở trong memo email của quý vị và nốt lại là DVD Một Thổ Học Trò, thì MMG sẽ gửi tặng cho quý vị bộ DVD Một Thổ Học Trò gồm 20 bài hát về tuổi học trò do Motif Music Group đã thực hiện. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng, vì em mất anh mùa xuân đã qua rất nhanh, còn chăng nỗi đau tuổi say. Tình anh như cơn lũ cuốn trôi bờ mưa rông, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Khi anh xa em sống tôi không sâu bờ, khi em xa anh đã chờ mơ. Con sông lang thang đã khô nơi đâu, bên em biển đã chết. Tình anh như cơn lũ cuốn trôi bờ mưa rông, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội. Thank you.
quá đã luôn. Hay quá. Sướng ơi là sướng luôn. Ca sĩ Loan Châu. Oh yeah. Chào tất cả các anh. Rất là hạnh phúc khi mà vui, nhất là trong cái mùa Covid này, được band, được hát cùng với band là một cái hạnh phúc lớn lao của em. Mà lại một band là the best here. Thank you so much anh. Mà lại em không những tiếng hát của em vẫn hay, nhưng mà cái nhan sắc của em cũng hơi gọi là thời gian cũng hơi ganh tị đó. em cảm ơn anh. Nhìn lúc nào cũng đẹp trẻ hết. Thì nhạc phẩm vừa rồi là bên em biển rộng của nhạc sĩ Bảo Trắng. Thì nói đến Bảo Trắng thì chúng sinh kỷ niệm là Bảo Trắng một trong những người thầy dạy đàn của chúng sinh hồi nhỏ. Lúc đó mình 10 tuổi hơn chút xíu thì là ông thầy của mình, ông nhạc sĩ Bảo Trắng là một người hòa âm rất là giỏi và đàn cũng rất tuyệt lắm. Tuyệt vời. Sáng tác là quá hay nữa. Bài này là một trong những bài mà chúng sinh thích nhất, nhất là Loan Châu hát. Em cảm ơn anh. Một thời gian dài quá rồi anh hả? Mà thấy mấy anh vẫn tươi trẻ, vẫn đánh đàn, vẫn đã như thường. Mà bây giờ còn có thêm những thành viên khác giống như là Quốc Khanh nè. Khanh giỏi quá Khanh. Chị thấy cái phòng thu này là hình như là phòng chi nhiều hơn là phòng thu thì phải. Đúng chị, phòng không biết chi, là chị ơi. Không biết là Khanh với anh Trúc Sinh đã đưa mọi người đi tham quan từng ngóc ngách, ngõ ngách trong đây chưa? Dạ. Nãy giờ em thực sự em nghe vậy chứ mà cái đầu em nó đâu á. Em biết tại rồi. Tại vì tính toán sao nhiều quá. Không phải tính toán. Mà giờ chị gọi nhạc sĩ Bảo Trứng là anh. À. Rồi anh xin gọi là thầy. À. Vậy anh xin phải gọi chị bằng cô. Đúng không? Không những anh gọi bằng thầy mà anh Chúc Hồ quá. Chúc Hồ gọi thầy luôn. Vậy anh Chúc Hồ với anh Chúc Sinh gọi gặp chị là gọi bằng cô. À. Loạn. Em gặp chị gọi bằng chị. Cái này gãi đầu rồi nha. Loạn quá. Loạn cào cào. Ông bà ta nói một giờ học cũng là người thầy. Đúng rồi. Đã. Thì bài kế tiếp, bài gì em giới thiệu luôn cháu? Bài kế tiếp hả? Bài kế tiếp của em này chắc là một bài tango anh hả? Bài tango của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Bài tango cho riêng em. Yes. Em yêu tango lắm anh à. Lãng mạn quá. Tango anh viết cho riêng em, để hồn lâng lâng theo tiếng nhạc em, cho nhớ thương sao dài thêm, cho bướm bên hoa đẹp thêm, thức giấc anh gọi tên em. Dòng nhạc êm êm như lá thu bay bay, nụ cười hôm nào như vẫn còn đây, môi mắt kia trong vòng tay anh uống cho say thật say, cho hết men tình tháng ngày. Yêu em như sông trào, tựa ngàn non cao, tựa biển lớn. Yêu em như cung đàn, còn yêu tiếng hát lời thơ. Một bài tango anh viết cho riêng em, để tặng cho em ghi dấu tình yêu. Em sẽ như muôn vì sao soi sáng cho ta tìm nhau, duyên thắm như mộng ban đầu. Bài tango anh viết cho riêng em, để hồn lâng lâng theo tiếng nhạc em, cho nhớ thương sao dài thêm, cho bướm bên hoa đẹp thêm, thức giấc anh gọi tên em.
em như lá thu bay bay. Nụ cười hôm nào như vẫn còn đây, môi mắt kia trong vòng tay anh uống cho say thật say, cho hết men tình tháng ngày. Yêu em như sông trào, tựa ngàn non cao, tựa biển lớn. Yêu em như cung đàn, còn yêu tiếng hát lời thơ. Một bài tango anh viết cho riêng em, để tặng cho em ghi dấu tình yêu. Em sẽ như muôn vì sao soi sáng cho ta tìm nhau, duyên thắm như mộng ban đầu. Em sẽ như muôn vì sao soi sáng cho ta tìm nhau, duyên thắm như mộng ban đầu. Tại sao có thể đã đến như vậy? Đúng là quý vị biết không? Lúc đó trung tâm ESA phải nói là nữ hoàng về tango, không ai khác là ca sĩ Loan Châu. Ôi, sung sướng được tên như vậy. Châu không phải là nổi tiếng nhất là cái bài mà tango, em còn nhớ bài tango tình. Dạ, tango tình. Yeah. Nhạc Pháp mà. Đúng rồi. Hay lắm, nói là tango là Loan Châu hay mà Trúc Sinh cũng có viết một bài cho Loan Châu nữa. Xin lỗi anh em cho đợi tôi chút. Nói nhỏ nhỏ giùm nha, bài xã tôi gọi. Diệu cơ là vợ kêu. Hello. Anh Nhân làm em mất mặt quá anh Nhân. Hello honey. Anh đây. Đâu có, anh đâu có chơi nhạc gì đâu. Anh hứa với em là không chơi nhạc nữa mà. Anh đang đứng trước chợ nè. Trời, line nó dài lắm, ra tới chợ luôn á. Trời ơi, sắp hàng lâu lắm em. Ủa, không, cái tiếng nhạc đó là của chợ A&A. Nó phát lớn cười em nghe vậy đó. Cười chừng lộ á. Ồ, em hồi nãy gặp anh Kiệt ngoài parking lot nè. Kiệt, ông nói giùm tôi tiếng là vợ tôi đang ở chợ giùm ông Kiệt. Muốn nói ở chợ nào? Anh chợ nào? Anh nói, sao em đừng lo. Kỳ này anh mua không có lộn nữa đâu. Mua hành phải không? Anh nhớ rồi. Trời ơi, đâu có lo gì đâu, sao? Được rồi. Ok. Lo về nấu ăn rồi nha. Rồi tôi về tôi ăn liền đó. Nhớ là làm nước nôi đầy đủ nghe chưa? Ok, bye bye. Sao xạo cúp phone rồi mày, sao xạo. Cái đó là cái tiếng cúp phone đó. Làm gì sợ vợ dữ ba? Vợ mình sợ đâu, sợ vợ người ta đâu mà sợ. Có lý. Sợ vợ mình đâu có gì lạ, sợ vợ hàng xóm mới lạ. Ủa nhưng mà em thấy Umiki này cũng sơ dơ mà. Không. Kỳ sợ không? Hay kỳ nở ấy thôi? Ơi, mấy ông coi tướng tá vậy mà sợ vợ hả? Trời ơi, tôi hả? Là vợ phải sợ tôi. Vợ là phải sợ tôi. Kể thử nghe đi. Kể thử cái gì? Thôi. Trời ơi, hả? Đi về hả? Về nhà cái nói, em, bữa nay để cái đống chén này cho anh rửa cho nha. Trời ơi, nó dạ liền á. Rồi đó, rồi đi làm về á, móc tiền ra đưa. Nè, tiền này cất đi. Trời ơi, riu riu đem đi cất liền. Không dám cãi một tiếng nào luôn. Trời ơi, bởi vì tụi ông sợ vợ là vợ, còn đây là vợ sợ tôi. Em như vậy em cũng sợ chồng em nữa đó. Gầu. Hay quá Kiệt. Hay quá. Kiệt ngầu quá. Giỡn chơi vậy thôi chứ. Dám giỡn đâu thiệt chứ giỡn. Thiệt hả? Cũng như ăn mà ăn thôi mà đem ra cái sinh. Em rửa. Đại Bảo, tới đây nè. Nhìn anh rửa chén. Ngon lắm, tưởng ngon lắm. Mấy ông có vợ để sợ mà còn than, tôi không có vợ để sợ đây. Tôi thì tôi không sợ ai biết tôi sợ vợ hết á. Tôi chỉ sợ má tôi biết thôi. Thôi thì vợ mình mà đúng không? Sợ mà vợ mình để là coi như là yên ấm mà phải không? Hạnh phúc mà. Hạnh phúc. Thì anh càng sợ em bao nhiêu thì anh càng yêu em bao đâu. Ghê không? Thì bởi vì là cái bài hồi nãy là mượn lời của tác giả Hoàng Nguyên là bài tango riêng cho em. Anh Sikusin, em nhớ hồi xưa đó, anh ít nói lắm mà.
Anh ăn cái gì mà bây giờ anh lột lưỡi quá vậy? À, hỏi Danh Huỳnh đó, đi theo có mới có 2 tháng mà anh vậy đó. Trời ơi, không biết anh năm sau mà anh biết phải làm sao không anh luôn. Anh cái này là bị lây. Trời ơi, em nhớ ngày xưa ông này hả, cậy miệng không nói luôn, không cười luôn á. Mới có 2 tháng đó em. Lần đầu tiên á, anh Trúc Sinh, anh Ki, Khanh, anh Tuấn, anh Doanh, lần đầu tiên cho tới đây, cho không có expect là cái studio này nó quá classy và nó professional như vậy. Vô rồi cho thấy dàn máy thôi là tôi cũng ngộp rồi. Ngộp từ đầu đến cuối luôn. Mà đẹp quá đi anh Quốc Khanh với lại anh Trúc Sinh ơi. Em đã có lần sau không vậy? Hên em mới có 3-4 tiếng em cũng nổ rồi đó. Đó thì em đã nói em phải vô đây em nổ mà. Em nổ làm anh, sao được để anh làm mà, thầy của con em mà. Anh là cần 2 tháng em mới mấy tiếng em nổ. Vậy là này nó gọi là nổ bẩm sinh. Nhưng mà nổ vậy được không Khanh? Được luôn. Dạ rồi, sao tuần tới lên nữa nha chị. Đâu nói lên nữa. Rồi, nó lây tự nhiên không sao đâu. Lây tự nhiên. Rồi. Bài tiếp tục là một cái bài mà có lẽ là em cũng hình như cái bài này là nhạc sĩ Bảo Trấn là có đưa em đi quay nè. Đó là ở Hà Nội. Đường xưa của nhạc sĩ Quốc Dũng luôn, là một trong người thầy của anh, phải không anh Trúc Sinh hả? Quá hay luôn. Hay, I love this song. Giờ mình bắt đầu ha. Dạ. Bước trên đường về, em thương nhớ, em âm thầm nhớ bao hẹn thề xưa em ấm. Nhưng chưa hè tình dâng lên đám say phố bờ, em nói bằng tiếng thơ mong chờ. Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tơi bời, với bao ngọt ngào ta vun rơi. Đã không còn đường xưa, thấm nắng môi em hồng, tan nát rồi giấc mơ hương nồng. Rồi ta sẽ bước chơi vơi khi người khuất xa chân trời, sẽ hấp hối trong đêm mù hơi, sẽ thấy bóng tôi về từng nỗi đau xanh ngời. Vắng rồi những khi bên người, với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền. Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng, xót xa này từng đêm thao thức em đông đầy. Đêm vẫn là những đêm trông ngóng anh bao miền. Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng, xót xa này từng đêm thao thức em đông đầy. Đêm vẫn là những đêm hao gầy, rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc thiết tha mơ màng.
chọn giấc mơ phai tàn. Rồi ta sẽ bước chơi vơi khi người quát xa chân trời, sẽ hấp hối trong đêm mù khơi, sẽ thấy bóng tôi về từng nỗi đau xanh ngời, xa vắng rồi những khi bên người, xa vắng rồi những khi bên người, xa vắng rồi những khi. Kinh khủng luôn, được hát cái bài mình yêu mà còn được băng nhạc đánh cho mình live, the best of the best, thank you. Và bữa nay đặc biệt hơn nữa là Trúc Sinh biết, Trúc Sinh với Loan Châu là biết mấy chục năm rồi, nhưng mà tình cờ mình Leslie mấy năm nay coi cái Facebook thì Trúc Sinh để ý bé Bella, Bella là con gái của ca sĩ Loan Châu. Yeah. Phải nói là dễ thương lắm, ngoan mà thông minh. Trúc Sinh để ý lâu lắm. Thì nhân coi như là tiện mời Loan Châu đến, Trúc Sinh nhắn em ráng sắp xếp cho bé tới chơi đi mấy anh nha. Jam the band nữa mới sợ. Mấy chú bác không ăn hiếp con đâu, nhưng mà sợ. Thì đó, không gì hơn là hôm nay Trúc Sinh và The MMG Band mời được bé Bella. Yeah, tên trời. Yeah. It's an honor cho con gái của em và em, chứ không phải là mời. Lúc mà em nói với con em á là sao jam the band á, nó mẹ ơi jam the band là sao, làm sao con biết làm. Nhưng mà nhờ vậy mà Bella học được từ chú Trúc Sinh. Rất là hạnh phúc. Bella cố gắng lên, những gì cô chú dạy cho con nghe không? Thì Quốc Khanh cũng theo dõi cái Facebook của chị Loan Châu và cũng thấy được những cái performance của bé Bella. À, bé Bella thì hình như là chơi classical hả chị ha? Dạ, chỉ classical thôi. Cho nên ngày hôm nay lúc mà anh Trúc Sinh nói là lên đây cho em nó jam the band, tôi hết hồn nó rồi, làm sao mà jam được mà thì anh đã nói từ đầu là không sao đâu, con cứ ngồi chơi, con đánh được nốt nào thì hay lúc đó, hay lúc đó. Dạ. Đã vui nhưng, được rồi. Nhưng mà cái hạnh phúc nhất ngày hôm nay là anh Kiệt hứa rồi, anh rảnh anh sẽ thâu nhận cháu vô để mà làm đệ tử phải không? Dạ. Để thì nhớ giữ lời nha. Classical thì nó có thể đánh rồi, nhưng mà cái này thì không đánh thì, được đâu. Mỗi cái loại nhạc nó đều có hay của nó. Đúng như là Trúc Sinh chỉ nói là âm nhạc chỉ có hay hay dở thôi. Thì bé Bella mà coi như là dám mà tới đây để gặp mấy chú mấy bác là coi như là gàng lắm rồi đó. Lắm cho rồi. Bé một bài vỗ tay. Không phải dễ đâu quý vị. Gặp mấy người khác là thôi con khóc cũng dám. Không, mẹ ở nhà mẹ cũng ủng hộ tinh thần lắm, nên không được thì thôi, nhưng mà đây là một cái cơ hội. Đây là một cơ hội, it's a blessing cho con em nữa chứ không phải là cơ hội không nữa anh. Tại vì đâu có phải dễ nào mà được một cái band mà để cho con nó được tập như vậy. Không có gì vui bằng là khi mà thấy được con gái mình đệm như mình hát. Dạ, đúng rồi. Yeah. Well, what an image. Yep. Và mấy chú mấy bác cũng rất ưa là vinh hạnh là có con. Thì nhờ con mà chú mấy chú bác sẽ trẻ lại đi mấy chục năm. Mấy chục tuổi đó. Bà là okay nói gì rồi. Bà là cảm ơn mấy chú mấy bác đi ha. Cảm ơn mấy chú mấy bác. Rồi. Giới thiệu bài. Dạ. Bài này là một bài mà em cưa sừng làm nghé một cái nha. Bài này từ lúc mà trong cái chương trình Asia mà về tuổi học trò phải không anh Trúc Sinh hả? Đúng rồi. Thì một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy, Tuổi Ngọc. Rất là dễ thương. Okay. Yeah.
một chiếc áo dài cho em đi. Mùa xuân đến rồi, mặc vào người rồi ra, ngồi lại chào mẹ cha. Hàng lụa là thơm dáng tiểu thơ. Xin cho em một chiếc áo màu cho em đi nhẹ trong nắng chiều. Một chiều nhiều người theo ở ngoài đường trên phố, và lòng người như áo phất phơ. Xin cho em một chiếc áo như mây hồng. Xin cho em một chiếc áo như mây hồng. Xin cho em một chiếc áo như mây hồng. Xin cho em một chiếc áo như mây hồng. Một mớ tóc dài cho em phơi ngoài hiên nắng rọi. Dụng một vài sợi thôi, còn lại một con suối dòng mượt mà buông xuống chùm vai. Xin cho em một mớ tóc nồng êm như nhung để em gối mộng. Mộng này là thần tiên, mộng này là quyến luyến, và chập chờn những bóng dáng quen. Xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần. Xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần. Xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần. Xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần. Xin cho em còn một xe đạp, xe xinh xinh để em đi học. Từng vòng xe là vòng đời nhỏ bé, đạp bằng bàn chân gót đỏ hoe. Cho em leo từng con dốc này, cho em xuôi về con dốc này. Rồi một ngày mai đây, từng kỷ niệm êm ái trở về đây trên chuyến xe này. Xin cho em thêm chuyến xe êm đềm. Xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm. Xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần. Xin cho em một mớ tóc tơ xanh dần. Xin cho em một chiếc áo như mây hồng. Xin cho em một chiếc áo như mây hồng. Trời, nhìn thấy mê quá. Một con gái em nó quýnh trông như nó quýnh piano đó. Quậy cỡ đó mà phải không? Ừ, quậy luôn, quậy luôn. Lên piano nó đập không à. Anh sẽ ráng trên bèo lào mốt thay thế anh đánh piano, con em đánh trống nha. Oh yeah. Ok, cái gì không có gì mà hạnh phúc bằng khi mà thấy con mình ngồi chơi nhạc với mình. Yeah. Quá đã luôn. Quá đã. Chào phối tay thật lớn cho Bella. Cảm ơn các chú, đã cho cháu có cơ hội. Bella có muốn nói gì với mẹ không? Bella, không bắt cỡ con nói gì, con nói cảm ơn các chú. Cảm ơn các chú cho con cái opportunity này, làm cho con more confident with other styles besides classical. Cố gắng lên nha con. Xin cảm ơn chị đã tới đây, và cũng như là bé Bella tới đây chung vui với Ben một cái kỷ niệm rất đẹp và rất vui. Xin cảm ơn chị một lần nữa. Mà trên đây là không những là kỷ niệm đẹp nữa, một cái cho riêng Châu mà cho con Châu nữa. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Trúc Sinh đã nghĩ tới em, gọi cho em. Và trong cái lúc mà đang COVID, đang shelter in place như thế này, mà mình được jam the band, mình được hát live, mình được làm cho mọi người cùng vui, trong cái lúc mà cái không khí nó đang rất là trì trệ như vậy, it's a blessing. Thank you very much, it's very meaningful. Thank you. Và cũng sẵn đây xin cảm ơn Fine Japan. Quý vị vào finejapanusa.com để tìm hiểu thêm về những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, và để đặt mua những sản phẩm đó.
quý vị có thể gọi vào 888-808-0168. Hiện tại thì có một cái promotion đó là mua 2 tặng 1 bất cứ sản phẩm nào. Quý vị hãy nhắc đến chương trình Âm nhạc và đời sống thì sẽ thêm được 10% off nữa. Thank you Fine Japan đã cùng anh em ở MMG đi suốt con đường nghệ thuật vừa qua hơn nửa năm rồi. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn quý vị ủng hộ cho Fine Japan. Và nhớ subscribe vào channel nhé. Thank you and let us know that you're watching us. Thank you. Bye bye. Bye bye. Yo.